với sự giúp đỡ của máy băm cây Taki OTK-65, rác thải xanh có thể dễ dàng được chuyển đổi thành lớp dăm hoặc mùn có giá trị, chẳng hạn như xây cành cây, cỏ rác thành mùn cưa, phủ thành phân vi sinh cho các loại cây, băm cây chuối, cây cỏ voi, rau, bèo, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, băm gỗ làm nhiên liệu đốt cho các lò hơi. Máy có công suất động cơ đạt 6.5 HP, tốc độ vòng quay đạt 3.600 vòng trên phút, giúp máy mạnh mẽ khi làm việc và tiết kiệm được rất nhiều thời gian lao động. Máy được thiết kế toa nạp nghiêng hướng lên, giúp quá trình sử dụng dễ dàng và thuận tiện nhất. Với hai bánh xe cao su lớn và chân trống trụ giúp máy chắc chắn không rung lắc khi dùng và di chuyển nhẹ nhàng qua các địa hình nhiều sỏi đá. Cửa xả nguyên liệu của máy có máng che, có thể tùy chỉnh độ văng xa hay gần của thành phẩm. Buồng làm việc có khóa chốt cài giúp dễ dàng tháo lắp để vệ sinh máy sau khi sử dụng, giúp tăng tuổi thọ làm việc của máy. Khi sử dụng máy ta nên lưu ý những vấn đề như sau: đặt máy trên bề mặt bằng phẳng khi hoạt động, kiểm tra trong các nguyên liệu băm không lẫn đá hoặc các vật sắc nhọn, khóa cài của buồng làm việc luôn được khóa chặt. Đây là nguyên liệu băm này nha các bạn.